Xin chào các bạn, mình đã sử dụng Oppo Find N3 Flip trong vòng hơn 1 tháng và ở cái chuyến đi Đài Loan vừa rồi mình cũng sử dụng nó như là một chiếc máy chính cho việc chụp hình, quay phim và sử dụng hàng ngày. Thì mình nghĩ bao nhiêu thời gian đó đủ để mình có những cảm nhận và đánh giá về máy. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái hành trình đi Đài Loan của mình cũng như là chiếc Oppo Find N3 Flip đã giúp cho mình những gì, ưu điểm và nhược điểm mà mình nhận được từ cái chiếc Oppo Find N3 Flip này. Mời các bạn xem video nha. Đầu tiên mình muốn chia sẻ về sự nhỏ gọn và khả năng gập mở của Oppo Find N3 Flip đã thuận tiện cho mình như thế nào trong chuyến đi vừa rồi. Thứ nhất đó chính là khi mà mình gập lại thì kích thước của nó nhỏ nhắn trong lòng bàn tay. Do đó mình để ở trong những cái túi đeo chéo nhỏ hay là để trong túi quần đều rất là phù hợp và thuận tiện. Bởi vì khi mà đi du lịch tự túc như là mình á thì mình sẽ phải di chuyển rất là nhiều, cho nên là đồ đạc hay là túi đeo đều phải thật là tinh gọn, nó nhẹ nhàng nhất có thể. Mình thường chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ thôi, do đó là Oppo Find N3 Flip nó không chiếm nhiều không gian. Khi mà gặp lại với sự hỗ trợ của màn hình phụ, mình có thể dùng camera sau để mà quay vlog khi mà mình đang di chuyển, rất là gọn gàng. Mình có thể cầm nó trong lòng bàn tay và chắc chắn, nhất là những khi mà mình đi lên xuống thang máy ở tàu điện hay là đi ở trong tàu điện thì mình có thể hoàn toàn kiểm soát và cầm được chắc chắn chiếc điện thoại mà không sợ là nó bị trơn hay là bị rơi. Đó, cầm như thế này thì nó rất là chắc chắn. Và cái màn hình phụ khi mà mình cầm ngang á thì nó cũng sẽ quay video theo dạng ngang. Mặt lưng của Oppo Find N3 Flip được thiết kế bóng và khá là trơn, do đó khi mà tay mình đổ mồ hôi hay là da tay mình bị khô á thì cầm điện thoại nó sẽ rất dễ bị trợt và tuột. Lúc mà cầm điện thoại ngang để quay khi di chuyển như thế này thì mình phải cầm rất là chắc tay và sợ nó bị tuột, nhưng mà gặp lại như thế này thì lại cầm rất là gọn gàng. Mình rất là thích tính năng này, nó mang lại sự tiện lợi cho mình trong quá trình mà mình quay vlog. Tiếp theo là khả năng gập mở ở nhiều góc khác nhau của Oppo Find N3 thể hiện tác dụng mình sử dụng nó làm dựng lên quay video nè, chụp ảnh. Đặc biệt là khi mà mình chụp ảnh phơi sáng lâu á thì mình đã đặt điện thoại vuông góc như thế này hướng về con suối để mà có thể chụp được những cái bức ảnh dòng chảy của suối, nó rất là ấn tượng. Bình thường cái chế độ phơi sáng lâu buộc là mình phải đứng im và giữ cho chắc tay thì mới có thể chụp được một cái bức hình hoàn thiện. Còn với khả năng tự dựng lên như thế này thì mình để nó lên trên một cái thành, một cái kệ hay là lên trên cục đá và hướng nó về cái chủ thể mình mong muốn và bấm chụp thì nó sẽ tự động có được một cái bức hình ưng ý. Tương tự quay video cũng vậy, ở những địa điểm mà hầu hết mọi người đều đã chia nhau đi tham quan, chỉ có một mình thôi thì mình cũng đã tận dụng cái khả năng gập mở linh hoạt ở Oppo Find N3 Flip. Mình đã dựng điện thoại theo nhiều kiểu khác nhau để có thể tự quay chính bản thân mình khi mà đi vào đền Khổng Tử nè, hay là khi mà mình ngồi ở trên tàu điện, mình đã đặt ngang trên chính cái vali của mình, tự quay lại cái hành trình mình đang di chuyển ở trên tàu. Mình quay được mình nè, quay được cửa sổ của tàu lúc đang di chuyển phía sau, những cái khung cảnh nó thay đổi. Tức là chỉ với cái cách đặt điện thoại là mình đã có thể tự quay vlog cho chính mình mà không cần phải nhờ vào bạn bè hay đối phương lúc mà họ đang ngủ hay là đang nghỉ ngơi ở trên tàu. Tiếp theo nói về lợi ích của màn hình phụ. Khi mà mình đã có được những bức ảnh rất là ấn tượng với camera sau và góc đặt máy sát với mặt đường, điều này thể hiện rõ ràng trong tình huống mình chụp hình với tòa tháp Taipei 101, biểu tượng của Đài Bắc. Thông thường thì mình phải cần một người bạn đồng hành để chụp hình cho, và người đó cũng phải biết một vài tip để mà chụp hình, biết canh góc để mà chụp làm sao cho mình trở nên ấn tượng. Thì bây giờ không cần nữa, mình đã có thể tự làm điều đó với Oppo Find N3 Flip. Mình đã bật camera lên và đặt máy sát xuống mặt đường và tự mình canh góc khoảng cách của mình với tòa tháp Taipei 101 để mà mình có được những cái bức ảnh giống như trên video, giống như là mình đang nắm cái tòa tháp hay là mình đang show tòa tháp. Với khả năng điều khiển nút chụp bằng cử chỉ tay trong vòng 3 giây thì mình đã có đủ thời gian để tạo kiểu, tạo dáng cho những bức hình ấn tượng, và đặc biệt là những cái bức ảnh mà mình đã nhảy lên không trung. Đó là những cái bức hình mà mình cực kỳ ưng ý, ngay cả vào ban đêm thì nó đều sắc nét. Bình thường thì bạn của mình phải chụp tới chụp lui rất là nhiều lần, còn bây giờ thì mình bấm chụp trong vòng 3 giây mình nhảy lên là mình đã có một cái bức ảnh ấn tượng.
với khả năng gập mở và đặt ở nhiều góc, nhiều kiểu cùng với màn hình ngoài mà mình có thể tự chụp cho bản thân mình những bức hình đẹp và ấn tượng. Như vậy thì khi đi du lịch mình cũng đỡ phải buồn hay là thất vọng vì người bạn đồng hành của mình có tay nghề yếu ha. Thì mình vẫn có hình đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội. Và ngoài ra thì cái tính năng mà mình dùng nhiều trong cái chuyến du lịch vừa rồi với màn hình phụ ở bên ngoài đó chính là khởi động Google Pay để thanh toán tại những điểm bán hàng. Mình đặt thẻ Visa vào trong máy và đến 7-Eleven hay là Family Mart thì mình chỉ cần khởi động Google Pay và chạm vào máy POS là tính tiền, không có cần phải lấy ví hay là lấy thẻ ra. Khi mà đi du lịch thì quay chụp là tính năng mà mình dùng nhiều nhất trên Oppo Find N3 Flip, đặc biệt là ở một quốc gia rất đẹp và hiện đại giống như là Đài Loan. Thì mình càng lưu lại nhiều những khoảnh khắc và nhiều những cái kỷ niệm. Trong chuyến đi vừa rồi thì mình đã tận dụng hầu như tất cả ống kính cũng như là tính năng chụp ảnh trên Oppo Find N3 Flip trong mọi điều kiện đủ sáng, thiếu sáng, ban ngày, ban đêm, trời nắng, trời mưa, camera sau, camera trước và những tính năng như là tua nhanh thời gian hay là chụp ảnh phơi sáng lâu, vân vân và vân vân, hầu như là mình đã sử dụng qua hết. Qua đó mình thấy được là trong bất kỳ tình huống nào khi mà mình muốn chụp hình, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc thì mình đều có được những cái bức hình như mình mong muốn ở Oppo Find N3 Flip. Ví dụ như ở những bức hình toàn cảnh thì mình chụp ở chế độ 1x và mình thấy nó đủ rộng và đủ để lấy được toàn bộ nội dung trong bức ảnh mình muốn. Còn với những trường hợp mà mình muốn lấy vào chi tiết hơn và mình muốn đặc tả được cái nội dung nó hơn thì mình đã sử dụng camera 2x và camera 2x đã được mình sử dụng rất là nhiều trong chuyến đi vừa rồi. Mình có rất nhiều hình chụp từ camera 2x và mình thích cái tiêu cự này hơn bởi vì nó vừa đủ gần và nó vừa đủ để cho mình có những cái bức ảnh đẹp. Đồng thời thì nó vẫn giữ được chi tiết tốt, màu sắc tốt và nó mang lại cái sự ưng ý cho mình. Còn với những chủ thể xa hơn như là mái đình, mái chùa, mái nhà, những cái chi tiết đó rất là đẹp, nó được điêu khắc hay là nó được tạo hình, nó mang lại cái sự ấn tượng cho mình thì mình đã dùng camera 5x. Còn với tiêu cự gốc siêu rộng 0.6x thì mình ít khi sử dụng. Và như mình chia sẻ thì mình thấy cái gốc 1x nó đã đủ rộng để cho mình lấy được cái không gian chung. Nước ảnh của Oppo Find N3 Flip khá là rực rỡ và điều này nó mang lại cái sự nịnh mắt và có sức sống khi mà mình chụp đồ ăn hay là khi mà mình chụp phong cảnh thiên nhiên với nền trời màu xanh, những ngôi đình, ngôi chùa có rem màu nóng như là màu vàng, màu cam hay là màu đỏ. Nói về sự nịnh mắt thì phải nói về camera selfie của máy, điều mà Oppo luôn làm rất tốt cho những chiếc smartphone của mình. Thì với Oppo Find N3 vẫn vậy, những bức ảnh mình chụp selfie với camera trước 32MP hay là camera sau đều cho mình cái da mặt mịn màng, ưng ý và mình không cần phải chỉnh sửa là mình đã có thể tự tin để chia sẻ lên mạng xã hội và được mọi người khen là dễ thương. Mặc định khi mà chụp ảnh selfie và sử dụng chế độ làm đẹp, máy sẽ cà mặt rất là láng, cho nên là mình đã có kéo nhẹ nó về một chút xíu để cho có một cái bức hình vừa đủ che đựng khuyết điểm của gương mặt mà cũng vừa đủ để tự nhiên. Một cái điểm nữa mà rất là quan trọng khi mà mình đi chụp ảnh du lịch hay là muốn lưu giữ những khoảnh khắc đó chính là cái khả năng chụp hình và lưu hình rất nhanh ở Oppo Find N3 Flip. Nhờ vào khả năng lấy nét và chụp hình nhanh như vậy mà mình đã kịp thời ghi lại được những bức ảnh khi mà mình đi qua ngã tư đường đông đúc người nè, khi mà mình băng từ bên này sang bên kia của tàu lửa ở Cổ Phần, tức là khi mình xuống thì mình phải đi qua đường và lúc mà mình đi qua thì mình bấm chụp là mình bấm được cái khoảnh khắc mà tàu đang tới. Khi mà ở làng mèo thì những con mèo đó nó sẽ có rất là nhiều những hành động, nó sẽ chạy tới chạy lui và nhờ vào cái khả năng lấy nét và chụp nhanh đó mà mình đã có thể bắt được những khoảnh khắc rất là dễ thương của những chú mèo ở đây. Mình đã gắn SIM Đài Loan vào trong Oppo Find N3 Flip ngay khi mình xuống sân bay để có thể sử dụng được 4G cho việc tìm đường đi, tìm các trạm MRT rồi HSR để mà có được cái quãng đường đi phù hợp hay là xem khu vực xung quanh có những điểm nào để mà mình đi tới. Mình sử dụng bản đồ rất nhiều khi mà đi du lịch.
mình cũng lên mạng để xem thông tin. Khi mà chụp ảnh có những bức ảnh đẹp và thời gian phù hợp, lúc nghỉ ngơi hay cà phê thì mình lại chỉnh sửa ảnh một chút xíu và chia sẻ lên mạng xã hội để mà có thể khoe với mọi người là mình đang có một cái chuyến du lịch ở Đài Loan và mình đã đi đến những cái địa điểm như thế này. Và hơn hết, gắn sim 4G để mình luôn luôn có mạng để đồng bộ những hình ảnh và video mà mình chụp được, quay được lên Google Drive, lên Google Photo. Đó là cái biện pháp an toàn mà mình luôn làm khi mà mình cầm bất cứ một con máy nào để trải nghiệm, để chụp hình, để mà lỡ bất trắc, lỡ mà có chuyện gì chẳng may bị rớt máy, hư máy hay là mất máy thì mình vẫn còn những sụt hình, sụt video để làm bài, để chia sẻ. Trong điều kiện sử dụng như vậy thì chắc chắn là thời lượng pin ở trên Oppo Find N3 Flip khó có thể nào mà đáp ứng được đủ một ngày. Hầu hết là sau khi mình sạc đầy 100% vào ban đêm, buổi sáng mình cầm máy đi sử dụng, chụp hình thì đâu đó khoảng tới trưa 12 giờ mấy, 1 giờ là máy đã hết pin và mình phải sạc pin lại cho máy. Với nhiều cái tác vụ như vậy thì rõ ràng là cái viên pin của máy nó khó có thể đáp ứng được mối thời lượng lâu dài. Tuy nhiên thì mình có mang theo cái cục sạc kèm theo hộp của Oppo Find N3 Flip để có thể sạc nhanh cho máy. Ở Đài Loan thì mình không cần có đầu chuyển bởi vì là nó sử dụng cái chuẩn cùng với mình. Trải nghiệm thực tế của mình thì mình cắm sạc Oppo Find N3 Flip từ 20% lên tới 50% pin trong khoảng là 15 phút. Và sạc đầy 100% pin luôn thì trong khoảng 50 phút với công suất sạc tối đa là 44W. Và cũng có một điều đáng khen và đáng nhắc tới là khi mà mình luôn bật 4G và máy luôn trong tình trạng là sẵn sàng mở camera để chụp, để quay khi mà mình đi bộ ngoài trời, mình cảm nhận là máy ít bị nóng, thì đây cũng là một ưu điểm của Oppo Find N3 Flip. Ngoài viên pin nhỏ hơn những chiếc smartphone thông thường, hầu hết những cái tác vụ, những cái tính năng mà mình sử dụng trên Oppo Find N3 Flip trong cái chuyến đi Đài Loan vừa rồi hay là trong tình huống sử dụng bình thường ở Việt Nam đi chăng nữa thì mình đều cảm thấy khá là hài lòng với chiếc điện thoại này và mình thấy là nó phù hợp với thói quen sử dụng hàng ngày của mình, nó cũng phù hợp với các bạn nữ giới. Khả năng gấp gọn lại, nhỏ nhắn để tiện ở trong túi xách, để tiện trong túi quần và linh hoạt các góc chụp để có thể tự bản thân mình sáng tạo cho mình những cái bức ảnh mà không cần phải nhờ vào người khác hay là không cần phải phụ thuộc vào tay nghề chụp ảnh của bất cứ ai. Rồi mình có thể sử dụng nó một cách linh động hàng ngày. Đó là những cái ưu điểm và một vài những cái điểm yếu nhỏ của Oppo Find N3 Flip. Còn nói về chuyến đi Đài Loan vừa rồi á, thì rõ ràng là Oppo Find N3 Flip đã giúp cho mình có được rất nhiều những khoảnh khắc, thu lại được những cái kỷ niệm đẹp bằng Oppo Find N3 Flip. Một đất nước hiện đại nhưng mà vẫn giữ được một vẻ cổ kính, một đất nước có hệ thống giao thông phát triển, đường phố sạch đẹp và có rất là nhiều những cái nét văn hóa truyền thống mà mình đã có thể lưu giữ được và mình đã có thể trải nghiệm trong chuyến du lịch 5 ngày ở Đài Bắc và Đài Trung của Đài Loan. Thật ra thì cũng rất khó để có thể truyền tải được những gì mà mình đã trải qua và trải nghiệm ở đất nước Đài Loan xinh đẹp chỉ với Oppo Find N3 Flip, nhưng mà bao nhiêu đó thì mình nghĩ là các bạn cũng có một cái nhìn nào đó nó tổng quan về những địa điểm mình đã đi qua, những tính năng mà mình đã có thể sử dụng được ở Oppo Find N3 Flip, những bức ảnh, những video mà mình đã quay lại được trên máy để chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.